Quý nhân trong đời bạn rốt cuộc là người như thế nào? Nam Phương biên dịch theo sigridjainer.com. Xin kính mời các bạn cùng nghe. Đừng nói là bạn quen biết bao nhiêu người, mà hãy xem lúc bạn gặp khó khăn thì còn có bao nhiêu người quen biết bạn. Họ chính là quý nhân trong đời của bạn. Vậy quý nhân là người như thế nào? 1. Người nguyện ý dốc sức ủng hộ bạn vô điều kiện. Nếu có người nguyện ý ủng hộ bạn thì nhất định đó là quý nhân của bạn. Khi họ nguyện ý ủng hộ bạn vô điều kiện là vì họ tin tưởng bạn, chấp nhận bạn. Khi họ biết có tiểu nhân đâm sau lưng bạn, nói bạn không tốt, họ sẽ ủng hộ bạn, giúp bạn nói lời tốt đẹp để làm rõ sự thật. Loại người này từ trong tâm tiếp nhận bạn và coi bạn là người của họ. Nhất cử nhất động của bạn họ đều để tâm đến. 2. Người nguyện ý lắm điều với bạn. Có những người thích lắm điều với bạn. Kỳ thực không phải họ không thích bạn, mà là họ quan tâm bạn, do đó mới lắm điều. Bởi vì họ để tâm đến bạn nên mới lắm điều. Họ lắm điều là để nhắc nhở bạn trước khi sự việc xảy ra, hy vọng bạn có thể tránh được những con đường oan uổng. 3. Người nguyện ý chia sẻ gánh nặng và chung vui cùng bạn. Trên thế giới này, phần nhiều là người có thể đồng cam nhưng không thể cộng khổ. Nếu có người nguyện ý cùng bạn vượt qua gió mưa thì họ chính là quý nhân của bạn vậy. Tóm lại, khi bạn gặp hoạn nạn, người rời bỏ bạn rất dễ dàng. Người ở lại ủng hộ bạn và trợ giúp bạn không chỉ cần có dũng khí mà còn cần có tình nghĩa. Kiểu người này có thể cùng bạn chia sẻ tất cả các khổ nạn, chia sẻ hết thảy những niềm vui. Đó là quý nhân. 4. Người dạy bảo và cất nhắc bạn. Có người giống như người thầy của bạn, luôn chỉ bảo, dạy dỗ bạn, bất kể họ ôn hòa hay nghiêm khắc. Người có thể chỉ ra chỗ thiếu sót và dạy bạn cải tiến thì đó chính là quý nhân của bạn. Họ thấy được cái tốt của bạn, đồng thời cũng hiểu rõ chỗ thiếu sót của bạn. Họ có thể hỗ trợ bạn, cất nhắc bạn. Họ không chê bai, ruồng bỏ bạn. 5. Người nguyện ý tán dương sở trường của bạn. Người nguyện ý phát hiện sở trường của bạn, tán thưởng sở trường của bạn, tiếp nhận sở trường của bạn, khẳng định đó là quý nhân của bạn. Đặc biệt là khi sở trường của bạn lại là chỗ khiếm khuyết của họ. Trong tình huống này, người có thể tán thưởng bạn, họ không chỉ có tấm lòng rộng mở mà còn có thể phát triển cùng bạn. Doanh nghiệp có kiểu người như thế này mới có thể lớn mạnh. 6. Người có nguyện ý làm tấm gương cho bạn. Quý nhân, lời nói đi đôi với việc làm. Nói được thì khẳng định làm được. Họ thường không thích khoa trương phóng đại, thường lặng lẽ làm nhiều hơn nói. Loại quý nhân này có thực lực và có tính cách khiêm tốn. Một khi họ bắt đầu tự cao tự đại thì họ hoàn toàn từ quý nhân biến thành tiểu nhân. 7. Người nguyện ý tuân thủ cam kết. Quý nhân đều nguyện ý tuân thủ lời cam kết bởi vì họ biết rất rõ năng lực của bản thân mình đến đâu. Bản thân có thể dốc sức đạt được các nội dung cam kết hay không. Cùng với những người như thế này, bạn không cần phải lo bị bán đứng. 8. Người nguyện ý không bỏ rơi mà tin tưởng bạn. Quý nhân sẽ không bỏ rơi đối phương. Họ sẽ tin tưởng đối phương. Quý nhân
sẽ coi đối phương vô tội cho đến khi đối phương bị định tội. Điều này nói rõ quý nhân hoàn toàn tin tưởng vào đối tác của họ, dốc sức ủng hộ đối tác. 9. Người nguyện ý tức giận bạn. Nếu họ còn nguyện ý tức giận bạn thì bạn phải cảm ơn họ, bởi vì họ rất quan tâm đến bạn. Thử nghĩ xem, nếu bạn hoàn toàn không còn yêu người ta, bạn có để ý đến người ta không? Trái ngược với yêu không có nghĩa là hận, mà là thờ ơ lãnh đạm. Nếu chúng ta rất hận đối phương thì điều đó nói với chúng ta rằng kỳ thực chúng ta vẫn rất yêu họ. Nếu đối với tất cả những gì bạn làm cho đối phương mà không có một chút cảm giác nào, đó gọi là lãnh đạm, đó mới là hoàn toàn không yêu. 10. Người nguyện ý vì bạn. Nếu họ nguyện ý vì bạn, chỉ vì bạn là bạn, thì khẳng định bạn rất hạnh phúc, bởi vì họ lúc nào, ở đâu cũng nghĩ cho bạn. Kiểu người này chính là quý nhân của bạn. Nếu bên bạn có người như thế thì cố gắng biểu hiện tốt, chớ phụ kỳ vọng của quý nhân đối với bạn. Cũng đừng bỏ lỡ mất cơ hội bạn nhé. Mùa thu lưng chừng đến, lá vàng lưng chừng rơi. Lưng chừng em với tôi, tình yêu hay tình bạn. Mà những lúc gặp em, mắt nhìn nhau bối rối, đôi môi im phăng phắc, chẳng nói được lời nào. Ta quen nhau bao tháng, gặp gỡ nhau bao ngày, mà chẳng nói lời say, chỉ lưng chừng giáp mặt. Giữa đôi bờ là biển bao la và mênh mông, giữa đôi mình là sóng, sao nghìn trùng cách ngăn. Có một điều khó nói mà em không chịu thưa, nên tôi không thèm biết, cứ để hoài trong tim. Khi xưa không yêu em, tôi lại được đi cùng. Bây giờ tình đã thốt, sao đường về không chung. Em ơi, xin hãy nói một lời đi em, cho dù là vô nghĩa hay tiếng từ con tim. Kính thưa các bạn, bài thơ Lưng Chừng của Nguyễn Danh Hoàng đăng trên trang okso.com đã khép lại clip này. Thân ái, kính chào các bạn.